giới thiệu với các bạn đây là hạt giống ngô ngọt hai mũi thanh đỏ Golden Cross. Đây là giống ngô ngọt cho năng suất cao, trái to, cây khỉ, bộ ra vững chắc, thời gian sinh trưởng từ 65 đến 68 ngày sau khi gieo, hàng thân cùi và đầy hàng. Lượng giống trung bình từ 5 đến 6 kg trên 1 hecta. Mà sau bên bên hướng dẫn về đặc tính giống, thời vụ, mật độ gieo trồng cũng như cách chăm sóc. Đặc tính giống là trái to và dài, hạt màu vàng đẹp, năng suất cao, chất lượng ăn ngô ngọt, thích hợp ăn tươi hoặc chế biến, ít nhiễm bệnh vi sắt, thời gian sinh trưởng ngắn từ 65 đến 68 ngày. Giống trồng được quanh năm tùy theo thời vụ địa phương. Lượng giống trung bình trong 1 hecta là 5 đến 6 kg. Cách gieo hạt. Cố hạt giống trong nước ấm từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, sau đó vớt ráo để trong vải sạch, ủ ấm thêm khoảng từ 30 đến 36 tiếng cho khi hạt nảy mầm. Thường xuyên làm cỏ tưới nước để tránh ngập úng trong mùa mưa. Thời điểm phun rau cần loại bỏ những trái phía dưới, chỉ chừa trái ở vị trí cao nhất. Bạn đã đặt giống thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Chào tạm biệt.